quyết định mua những chiếc smartphone ở phân khúc tầm trung cũng chính là lúc các bạn đang tham gia vào bài toán của những sự đánh đổi. Ở đây thì mình đang có một chiếc điện thoại ở phân khúc tầm trung, đó chính là chiếc Redmi Note 8 Pro với mức giá chỉ vào khoảng là gần 6 triệu đồng thôi. Ở chiếc điện thoại này có rất là nhiều thứ mà mình thấy rằng Redmi Note 8 Pro vượt trội hơn hẳn so với những đối thủ ở cùng mức giá. Nhưng mà bên cạnh đó cũng sẽ có rất là nhiều thứ mà các bạn sẽ phải chấp nhận đánh đổi, tùy thuộc vào việc là các bạn đang tìm kiếm điều gì ở một chiếc điện thoại, đồng thời là các bạn đang chấp nhận đánh đổi thứ gì để có một mức giá dễ thở hơn, rẻ hơn. Ok, cụ thể những cái được và mất trên chiếc Redmi Note 8 Pro là gì thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bài đánh giá chi tiết về Redmi Note 8 Pro nhé. Thiết kế chính là điểm đáng giá nhất của Redmi Note 8 Pro. Trong suốt thời gian trải nghiệm vừa qua, lúc nào mình cũng phải tấm tắc khen là mức độ hoàn thiện của chiếc điện thoại này, đó chính là quá tốt. Cả mặt trước và mặt sau của máy thì đều được làm bằng kính cường lực Gorilla Glass 5 và nó được vát rất là khít so với cạnh viền bao quanh. Và khi mình cầm máy trên tay thì thực sự là không có một chút cấn đâu cả. Quay ra cạnh dưới của máy thì những cái chi tiết loa, cổng sạc hay là cổng 3.5mm nó được cắt khoét CNC rất sắc và tinh xảo. Bên cạnh thì những cái nút nguồn, những cái nút tăng giảm âm lượng bấm rất là chắc chắn và đầm. Thậm chí đối với một số sản phẩm cao cấp thì mình cảm thấy rằng nó không được bấm đầm như trên chiếc Redmi Note 8 Pro này. Mặt trước của máy có màn hình giọt nước. Viền màn hình thì không phải là quá mỏng nhưng cũng không quá dày như là Redmi Note 8, đủ để cho các bạn cảm thấy dễ chịu khi tương tác với cái màn hình này. Quay ra mặt sau, Redmi Note 8 cũng được làm tối giản thay vì những cái họa tiết màu mè như là smartphone tầm trung và giá rẻ gần đây. Thông thường các bạn để ý nhé, những cái sản phẩm, những chiếc điện thoại cao cấp ấy thì mới được các hãng đầu tư vào sự tối giản. Và đối với một chiếc điện thoại smartphone tầm trung hay là giá rẻ, mình thấy cái thiết kế mặt sau gần đây, trong những năm gần đây nó cứ bị lòe loẹt thế nào ấy. Nhưng mà đối với Redmi Note 8 Pro, dù với mức giá chỉ vào khoảng là gần 6 triệu đồng thôi, nhưng mà máy đã có một thiết kế tối giản và nhìn trông rất là cao cấp. Nhìn chung thì nếu các bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại ở phân khúc tầm trung sở hữu một thiết kế cao cấp thì quá dễ để mình recommend các bạn rằng hãy đưa Redmi Note 8 Pro vào trong danh sách của bạn nhé. Nếu như thiết kế của Redmi Note 8 Pro là mình thích bao nhiêu, sướng bao nhiêu thì cái màn hình của nó lại khiến cho mình cảm thấy là thất vọng bấy nhiêu. Đây là màn hình IPS LCD 6.53 inch, tỷ lệ là 19.5:9. Trên thông số thì nó rất là ổn, nhưng mà thực tế trải nghiệm thì mình thấy rằng màn hình của Redmi Note 8 Pro nó bị đẩy tương phản quá gắt. Thế nên khi xem video trên YouTube hay là xem phim trên Netflix ấy, nhìn sẽ bị gai gai, những cái vùng màu chuyển nó không được mượt và nó gây ra sự khó chịu phần nào. Mình nghĩ là các bạn nên rất là lưu tâm điều này, bởi vì màn hình là một thứ chúng ta sử dụng rất là nhiều, nếu mà nó xấu hay nó không phù hợp với nhu cầu thì sử dụng rất là khó chịu. Và nếu các bạn là một người xem phim thường xuyên này và các bạn xem video thường xuyên trên YouTube ấy, như mình chẳng hạn, thì mình nghĩ rằng chiếc máy này không phù hợp, nhìn nó khó chịu lắm. Thậm chí mình thấy rằng nó còn khó chịu hơn cả chiếc Redmi Note 8 thường cơ. Các bạn nên đầu tư vào khoảng là hơn 1 triệu nữa để tiếp cận đối với những chiếc máy được trang bị màn hình OLED, ví dụ như Nokia 7.2 này, hay là Xiaomi Mi 9T vào 7.2 triệu. Các bạn đã có màn hình OLED rồi, xem phim có thử sướng hơn rất là nhiều. Còn nếu các bạn là một người thích chơi game hay là các bạn mua chiếc máy chỉ làm việc với những cái tác vụ đơn thuần thôi thì chất lượng hiển thị của nó cũng rất là tốt, rất là sắc nét và không có gì để phàn nàn cả. Còn chơi game thì tương phản càng cao càng tốt mà, đúng không? Và khi chúng ta chơi game thì chúng ta chỉ tập trung đến cái cốt truyện trong game thôi chứ đâu gì quan tâm lắm đến chất lượng hiển thị đâu, đúng không? Rồi, nhắc đến chơi game thì tiếp theo đây mình sẽ nói về một đặc điểm nổi bật hơn hẳn của Redmi Note 8 Pro so với những sản phẩm trong cùng phân khúc. Đó chính là hiệu năng. Redmi Note 8 Pro được trang bị con chip Helio G90T của MediaTek. Dựa vào điểm benchmark thì các bạn cũng có thể biết được sức mạnh của con chip này là nhỉnh hơn so với những đối thủ rồi, đúng không? Chơi game PUBG FPS nó rất là ổn định vào khoảng là 40 hay là thậm chí nó lên đến là 60 FPS tùy vào mức setting mà các bạn cài đặt. Nhưng mà ngược lại, chính vì hiệu năng quá cao thế nên nhiệt độ của Redmi Note 8 Pro nó cũng sẽ cao hơn một chút so với những sản phẩm trong cùng mức giá. Chơi game vào khoảng là 30 phút thì nhiệt độ ở khu vực cao nhất nó sẽ lên đến là vào khoảng là 41 cho đến 42 độ C. Nếu các bạn chơi game thì nên cân nhắc đến điều này. Còn mình ấy thì mình chỉ làm việc với những cái tác vụ đơn thuần, sử dụng máy đơn thuần lướt web các thứ thôi thì ôi trời ơi, con này nó rất là mát luôn. Các bạn không có gì điều gì để mà băn khoăn cả. Và khi sử dụng đơn thuần thì tốc độ load ứng dụng của máy cũng rất là nhanh, và với 6GB RAM thì gần như là mình ít khi phải load lại ứng dụng. Về camera, Redmi Note 8 Pro được giới thiệu nó có 4 camera. Nghe rất là ấn tượng.
Nhưng mà trên thực tế thì một trong những các camera này nó đã sử dụng trong việc là đo độ sâu trường ảnh. Một camera thì để chụp ảnh macro. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng chủ yếu là hai camera còn lại, bao gồm là camera chính 64 megapixel và camera góc rộng là 8 megapixel. Mình sẽ tập trung nói về camera chính, bởi vì thực ra chất lượng camera của những chiếc điện thoại trong phân khúc này ấy, những chiếc camera khác ấy, nó cũng không có gì là quá đáng nổi bật đâu. Điểm đặc biệt nhất về camera trên Redmi Note 8 Pro đó chính là nó có một cái cảm biến rất là rộng, có kích thước là 1:1.7. Còn những chiếc điện thoại cùng phân khúc ấy thì nó sẽ có cảm biến nhỏ hơn, sẽ thường vào khoảng là 1:2. Ví dụ như là trên Redmi 5 Pro đấy, đối thủ trực tiếp với chiếc máy này. Nhờ đó mà nhờ cảm biến rộng thế nên nó có khả năng thu sáng rất là tốt, từ đó thì giữ lại được một chi tiết rất là nhiều. Đặc biệt, chế độ chụp 64 megapixel của cảm biến này có độ chi tiết và sắc nét cao. Nhờ vậy mà trong quá trình chụp choẹt, mình cũng không cảm thấy thiếu camera tele trên chiếc Redmi Note 8 Pro này. Mình hoàn toàn có thể crop thoải mái ảnh chụp ra từ camera chính mà chi tiết nó vẫn không bị vỡ ảnh. Còn về chất lượng ảnh chụp ra từ camera chính thì mình thấy khá ổn, màu sắc tái tạo cũng không bị lệch đi nhiều so với thực tế. Ở đây thì mình có so với Google Pixel 3 XL để các bạn tham khảo. Tất nhiên là Pixel 3 XL giữ chi tiết nó quá tốt và màu sắc quá thật đi. Nhưng mà các bạn nhìn Redmi Note 8 Pro đi, nó cũng trông rất là đẹp đúng không? Màu nó sẽ hơi ám xanh một chút. Dù ảnh có hơi cà mặt nhưng mà vẫn ở mức chấp nhận được đối với một chiếc máy tầm trung. Còn camera góc rộng thì các bạn chỉ chụp đầy đủ sáng thôi nhá. Máy cũng có chế độ chụp ban đêm, hoạt động ổn, cho ra những cái bức ảnh sáng và nhiều chi tiết khi chụp trong điều kiện thiếu sáng. Còn về camera selfie, nó lên đến là 20MP f2.0, cũng cho những hình ảnh rất là nét. Nhìn chung, nếu có một từ để miêu tả về chất lượng chụp ảnh cũng như là khả năng chụp ảnh của chiếc Redmi Note 8 Pro này ấy, thì đó chính là nét. Các bạn zoom xa bao nhiêu thì gần như là nó rất khó để có thể nó bị vỡ ảnh. Đến với một số những thành phần còn lại của máy, ví dụ như là cảm biến vân tay của nó đi. Cảm biến vân tay một chạm của Xiaomi thì quá là nhanh rồi. Cho dù tay của mình có ra mồ hôi đi chăng nữa thì nó vẫn cảm biến bình thường. Còn về loa của máy thì cũng ở mức trung bình thôi. Nghe tiếng nó cứ bị bẹt bẹt ý. Có mỗi một cái loa ở đây này. Và để có được một cái trải nghiệm mà sướng hơn thì các bạn nên cắm tai nghe bên ngoài. Dù sao thì chiếc máy cũng có jack 3.5mm mà. Về pin thì dung lượng là 4500mAh. Mình dùng bình thường nó sẽ lên đến vào khoảng là trên một ngày thoải mái, không có điều gì đáng lo ngại về pin cả. Máy cũng đi kèm sạc nhanh 18W. Trong những lúc gấp gáp công việc ấy thì các bạn chỉ việc là sạc 30 phút là máy sẽ lên đến vào khoảng là gần 40% pin rồi. Tóm lại, Redmi Note 8 Pro là một trong những chiếc điện thoại khiến cho các bạn cảm thấy là dễ quyết định nhất việc là có nên mua hay không. Bởi vì những cái được và mất, cái hay và dở trên chiếc Redmi Note 8 Pro này là quá rõ và chúng quá đối lập nhau. Những cái hay của chiếc Redmi Note 8 Pro này là thiết kế rất là cao cấp, hiệu năng rất khủng, camera tốt. Và cái dở đó chính là màn hình tương phản quá gắt, gây khó chịu cho những người thường xuyên xem phim và nhiệt độ tương đối cao khi chơi game lâu. Ok, vậy thì các bạn có quyết định đánh đổi những cái dở của chiếc máy này để rước em Redmi Note 8 Pro này hay không? Với mức giá bây giờ vào khoảng là 6 triệu đồng, gần 6 triệu đồng, nhưng mà flash sale ngày 11 tháng 11, tức là ngày hôm nay đấy, trên Lazada, chiếc Redmi Note 8 Pro này nó được giảm giá mạnh hơn nữa cơ. Các bạn hãy click đường link phía bên dưới để có những mức giá tốt nhất nhá. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Ok, hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe channel để ủng hộ chúng mình và tiếp tục theo dõi những video của ThinkView thường xuyên hơn nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.